tới đây. Bạn. Bác Hồ này, anh em mình bám trụ ở cái vỉa hè này bao nhiêu năm, có nhiều lúc chính em cũng suýt nữa thì quên cái tên bố mẹ mình đặt ra. Thì có làm sao đâu, cũng là do đặc thù công việc của anh em mình ấy mà. Chú làm bơm, thỉnh thoảng khách hàng người ta bảo anh bơm ơi, bơm cho em một phát. Chú lại bơm, cũng giống tôi làm photo, khách hàng bảo bác Phô ơi, bác tô cho em một cái. Photo, cái gì đâu, đặc thù công việc mà. Chấp nhận thôi, không sao đâu. À, bác Phổ này. Sao? Nhân nói cái chuyện tên, em kể cho bác nghe một câu chuyện vui thế này. Hồi bé em đi học, có một thằng tên là thằng Hải. Thanh Hải. Tên nó đẹp lắm. Thế nhưng mà khốn nỗi là nhà nó lại bán phân đạm. Thế là để phân biệt với những thằng Hải khác, bọn em gọi nó là thằng Hải Phân. Có nhiều lúc gọi, ê Hải Phân ơi, thế mà nó cũng quay lại đấy bác. Cho nên là tên anh em mình bơm với Phô vẫn còn đẹp chán. Bác ơi. Cái gì đấy, làm sao đấy, gì thế, có việc gì thế? Đây bác viết cho em một cái đơn. À, viết đơn đơn thì cứ bình tĩnh. Nội dung thế nào chị nói, tôi sẽ thảo cho chị một cái. Đơn gì? Đơn đổi tên bác ạ. Bác ơi, lại tên với tuổi. Chắc là tên cũng có dính dáng đến phân với do, cho nên là muốn đổi đấy mà. Vô duyên nhỉ? Cháu này có cái loại này vô duyên như thế nhỉ? Đùa tí. Thôi, chú, người ta là phụ nữ. Thiếu thì lúc đùa mà đùa lúc này. Thôi nào, chú bơm chú vui tính thôi. Thế bây giờ chị muốn đổi tên, vâng. Vậy tên chị là gì? Tên em là Công Tằng Tôn Nữ Hoàng Thị Song Phi ạ. Úi dồi, Công Tằng Tôn Nữ Hoàng Thị Song Phi, vâng. Tên hay như thế, quá hay. Sao lại phải đổi? Ôi dồi ôi, bác ơi, em biết là tên hay rồi, nhưng mà nó khổ lắm bác à. Để em kể cho bác nghe này. Sao? Từ tuổi bé tới lớn, em có một ước mơ cháy bỏng. Niềm đam mê cháy bỏng của em là lớn lên trở thành ca sĩ bác. À. Thế mà không hiểu sao, cái lúc mà cờ đến tay em rồi, thế mà nó lại tuột mất bác ạ. Thế sao mới đau chứ đấy. Sao thế? Đây, để em nói cho bác nghe, bác nhìn này. Em rõ ràng là xinh xắn đúng không? Vũ đạo của em thì tuyệt vời. Vâng. Mà giọng hát của em thì gọi là ok luôn. Thế mà em đi thi ca sĩ nó lại trượt mới đau chứ gì. Vô lý. Đau đớn. Có lý do gì chứ. Ừ. Khổ có lý do gì đâu. Bác, em về em trượt, em khóc đến một tuần rồi bác ạ. Thế à? Em khóc mà em ấm ức và em uất ức. Em không biết làm thế nào, em mới gọi cái con Sophia Yến bạn em ấy. Em hỏi là không hiểu lý do tại sao tao toàn diện như thế mà tao lại bị trượt. Thế nó bảo em là người ta nghe cái tên mày, người ta đã không buồn chấm rồi, chứ đừng nói là đứng mày nghe mày hát nữa. Thế có đau không hả bác? Thế chứ gì? Thế cho nên bây giờ cô quyết định đổi tên chứ gì? Vâng ạ. Này, dạ. Thế cô đổi là Ái Phi, Trương Phi hay là Dô Phi? Không, em muốn đổi cái tên mà nó dính một tí Tây bác ạ. Tây à? Tây à? Tây. Đây rồi, Tây ngay. Công Tằng Tôn Nữ Hoàng Thị Châu Phi. Ừ, Châu Phi Tây quá còn gì nữa. Con điên à? Trông mặt. Bác xem nhìn mặt này, trông như con cầy vòi. Này con cầy vòi nhà bác nó biết nói hả bác? Thôi, chú ý đùa ấy mà. Đùa cái gì mà đùa? Mà em nói thật với bác, em khổ lắm rồi mà cái ông này ông cứ lôi em ra để ông ấy trêu ấy. Nhục lắm bác ạ. Mà chưa hết đâu. Em là lúc đầu lấy tiền là em không tin đâu. Em nghe nó nói thì em nghe chắc là nó ghen ăn tức ở với em thì nó nói thế. Nhưng mà quả này nó mới gọi là chứng thực cái việc lời con Sophia Yến nó nói. Hôm em mới vào nhà hàng, em mới ngồi, em mới gọi một cốc nước cam. Em nói em giới thiệu em tên là Phi. 2 tiếng sau không đứa nào nó mang nước cam nó cho em. Em mới điên hết cả tiết lên, em bảo là xin lỗi nhá, đây Helen Phi gọi một cốc nước cam. Ôi dồi ôi, bác biết không? Sao? Bồi bàn nó cứ phi ra phòng phòng bác ạ. Phi thẳng nước cam vào mặt em. Nó đánh à? Cái con cây vội này không phải là đánh mà nó dâng nước cam lên mặt em bác ạ. À. Ôi dồi ôi, sao mà em trung tướng thế à bác? Đấy bác thấy ông tên Tây một cái nó khác hẳn. Nhưng mà quả này mới gọi là quả nặng này. Em biết thế, em vào hẳn khách sạn 5 sao luôn bác ạ. Em cũng giới thiệu em tên là Phi. Không thằng nào nó thèm nhìn mặt em. Em mới tức khí lên, em là My name Lolita Phi. Ôi dồi ôi, bác có biết không, tất cả Tây
các loại tây cứ gọi là nhìn em ngưỡng mộ phi phầm phầm vào người em bác ạ. Thôi thôi thôi. Thích nha. Sướng lắm bác ạ. Mà biết là tây nó ngưỡng mộ mình thì bác biết như nào rồi gì. Đấy bác, cho nên em rất thích tên tây bác ạ. Cứ cho tây vào một tí lên sướng. Đúng đấy bác ạ. Em nghiệm rồi. Bây giờ bất kỳ cái tên nào mà cứ dính tí tây vào là ấn tượng lắm. Sao lại không chắc? Bác thấy không? Tất cả các ca sĩ bây giờ đấy, người ta toàn dính tí tây vào ấn tượng ngay. Em nói ví dụ như là Quan Đi Phú này, Akira Xuyên này, hay là Nô Trường Thọ này. Úi giời ơi, đấy mà nhá, không cần phải đến ca sĩ với nghệ sĩ đâu. Bây giờ đến người bình thường bây giờ cũng muốn đặt tên tây vào để cho nó ấn tượng. Làm gì có chuyện ấy. Đến ca sĩ, nghệ sĩ, người ta đặt tên tây để nổi tiếng. Người bình thường dính tây vào làm gì? Khổ quá thì bác không thấy cả một cái làng như tên bình thường tự dưng đổi hết thành tên Hàn Quốc đấy để cho nó ấn tượng đấy là gì? Như nào? Đấy, thì mấy cái tên như là Trích Song Sốc này. Ôi dồi ôi. Bắt Song Hiếp này. Ôi dồi ôi. Hiếp Song Giết này. Ôi dồi ôi. Chê. Thôi nhá, chê. Chú tưởng tôi không biết đấy à? Đừng có tư duy theo cái kiểu thoái hóa biến chất xa ngã nhá. Em không nói điêu đâu. Chính em với bác đây này cũng phải đổi tên đi. Đổi là đổi thế nào? Đổi tên tây đi. À, tôi hiểu rồi. Thế tức là bây giờ cái cửa hàng bơm vá của chú phải đổi là ở đây chỉ bơm lốp tây, ở đây chỉ vá xăm tây thôi gì? Không. Còn là bà con hàng xóm khối phố ở đây người Việt Nam là không làm gì? Không phải là như thế. Ý em muốn nói là đổi đổi cái tên thôi. Em nói ví dụ, cửa hàng của em sẽ đổi tên là Michael Bơm. Mà thế còn tôi? Của bác thì là Alexei Photoshop. Được. Tôi làm photocopy chứ có phải làm ảnh đâu mà photoshop. Shop đây có nghĩa là cửa hàng, tức là cửa hàng photo của Alexei. Không, bác đội cái mũ này trông giống Alexei lắm. Hay. Hay cái gì? Hay. Thôi ngay nhá, nếu còn tôi còn chú ở đây là tôi cấm chú không được tư duy theo cái kiểu xính tây. Thế là thoái hóa, biến chất, xa ngã. Khổ quá. Nà, còn chị. Dạ. Chị vào đây. Dạ. Thế bây giờ chị muốn đổi sang cái loại tây gì? Bây giờ em muốn đổi sang tây nó lai lai Ả Rập như thế nào đấy, hay lại làm như thế nào? Cleopat ấy. Cleopat. Vâng. Đúng rồi. Cleopat. Vâng. Thì là Ả Rập rồi. Vâng. Mà Ả Rập thì thường có cát vàng, nắng, có lạc đà. Vâng. Và... bác ơi, đấy là ở Ai Cập chứ? Ả Rập với Ai Cập. Ừ thì Ai Cập. Nhưng mà bây giờ chị có liên quan gì đến cái đấy không mà chị đổi tên? Có liên quan không? Chị không liên quan tới Cleopat, chị không liên quan tới cát trắng nắng vàng và lạc đà thì chị đổi làm gì để người ta cười cho chị? Thế nhưng mà bác ơi, thế cứ phải liên quan thì mới được đổi à bác? Thì phải có gốc tích họ hàng người ta mới đúng đổi rồi, chứ. Người ta chứng thực cho chứ. Này này chị ơi. Dạ. Tôi viết đơn cho chị thì đơn giản lắm. Vâng, thế bác viết luôn đi. Nhưng cái chính ý, là không có cơ quan đoàn thể nào người ta chứng nhận, người ta chấp nhận để cho chị đổi tên như thế đúng đâu. Đúng rồi. Mà tôi bảo thật, cái tên của mình là cha sinh mẹ đẻ đã đặt cho mình như thế rồi. Xấu hay đẹp nó cũng là của mình. Tôi nghĩ cái tên của chị thuần Việt lắm, đẹp lắm, đài các lắm. Không tin chị cứ hỏi chú Bơm mà xem. Con cây voi này lắm. Bơm, Bơm. Cây voi cái gì? Bơm nhá. Anh Bơm. Anh Bơm ơi, tên em có đẹp thật không ạ anh Bơm? Đẹp. Đẹp à? Ôi trời ơi bác ơi, tên cháu đẹp thật không hả bác? Rất đẹp. Bác phải nói thật đấy nhá. Rất đẹp. Đẹp lắm à? Khổ quá tôi bảo đẹp. Ôi trời ơi đẹp thật hả bác? Rất đẹp. Đẹp. Ừ. Thế mình chuyển ca sĩ vì lý do gì?